Thưa quý vị, thời gian gần đây tại một số ụ tàu cá tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trở thành nơi giã những con tàu cá không còn hoạt động để lấy gỗ hay là đóng mới hoặc là duy tu sửa chữa tàu như mục đích vốn có. Vâng, theo đó thì nhiều tàu cá có giá đóng mới là hơn 10 tỷ đồng, thế nhưng mà nay lại đang được bán để giã phế liệu với giá là chỉ vài trăm triệu đồng do nhiều nguyên nhân. Đây là một con tàu nhỏ đang được tháo giã để lấy gỗ. Có khoảng 6 lao động sẽ hoàn thành việc tháo giã trong khoảng 20 đến 22 ngày, với mức tiền công khoảng 40 triệu đồng. Cạnh đó, một con tàu lớn hơn đang được tháo giã với 8 thợ, cùng với mức tiền công khoảng 60 triệu đồng. Không thì so với mức độ công lao động thì cũng đủ đáp nhu cầu công lao động. Ngày còn được là 400 rưỡi đủ ngày công lao động. Ghe mới mà đóng cào á, thì Phước Tỉnh này là không cho đóng nữa. Nhưng mà người dân thì cũng không có khả năng đóng nữa, tự lý do là đánh bắt xa bờ bây giờ nó rất khó. Đó, cho nên là người ta không có đóng mới nữa. Mà cũ người ta sửa không được, người ta phải bỏ, người ta phải ra cuối mà. Theo tìm hiểu, những cặp ghe trước kia đóng mới với giá vài trăm cây vàng hoặc trên 10 tỷ đồng, nay được bán với giá chỉ vài trăm triệu đồng để giã phế liệu. Cái này là mình mua nguyên một cặp như vậy là 300 mấy triệu. Rồi mình về mà mình mới bán phế liệu sắt máy móc đồ hết xong. Rồi mình mới kéo lên ổ như vậy. Là mình mới thuê anh em công nhân người ta tháo ra. Nếu không tết giờ thì bên này mua cỡ 15 chiếc rồi. Và hiện tại bây giờ là tháo 2 chiếc này, còn ở dưới bến trước nhà dưới cảng là còn 7 chiếc nữa. Hàng chục chiếc ghe lớn nhỏ khác cũng không hoạt động và đang trong tình trạng nằm bờ. Có chiếc đã được bán, có chiếc còn đang giao bán. Những nguyên nhân được đưa ra đó là hoạt động không hiệu quả, giải nghệ, chuyển đổi nghề, không thể sửa chữa, không thể thay mới. Trong vòng mà 2 tháng sau, nếu tôi mà bán được thì là cho ghe đi là hoạt động, còn không ai mua nữa tôi phá làm củi. Theo ông Châu Văn Sáu, ngoài việc ngư trường sụt giảm thủy sản, giá dầu tăng, khó khăn khi tìm kiếm bạn ghe, thì nguyên nhân chính là ngư dân không thể thay máy mới khi bị hư hỏng, hết niên hạn, dẫn đến tàu không thể hoạt động đành phải bán giã tàu. Nhưng mà cái chủ chốt mà để bán mà phá củi như thế này á, là nguyên nhân cái chủ yếu là không cho thay máy. Theo tôi á, là trước khi mà Covid-19 nó xảy ra, ghe thuyền ta đậu bờ ở nhà nó lâu, không hoạt động được thì ghe máy đồ nó xuống cấp. Nhưng mà khi bây giờ người ta thay máy á, là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu người ta không có cho thay máy nữa. Thì máy không có nổ được, ghe không hoạt động được. Mà ai lỡ thay máy rồi thì cũng không đi biển được, cho nên đậu bờ được. Chi phí nó để lâu một ghe rồi người ta phải bán thôi. Theo Ủy ban Nhân dân xã Phước Tỉnh, hiện nay trên địa bàn có gần 350 chiếc tàu cá đang nằm bờ. Hầu hết đều là tàu ngành nghề giã cào. Định hướng của tỉnh trong thời gian tới sẽ giảm 100% lượng tàu lưới kéo vùng bờ và vùng lộng. Số tàu lưới kéo này khi hết niên hạn hoạt động sẽ tự giải bảng. Thưa quý vị, trong bối cảnh điều kiện thời tiết dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao thì việc tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm là một trong những giải pháp mà ngành nông nghiệp khuyến khích. Tại Thái Nguyên, trong những năm gần đây, các mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết đã được nhân rộng. Người chăn nuôi không phải lo về đầu vào, đầu ra nên hiệu quả kinh tế ổn định. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16. Trang trại này rộng 10.000 m2, chia thành 3 khu chuồng nuôi. Mỗi khu chuồng như thế này đang chăn nuôi 12.000 con gà trắng. Từ năm 2021, anh Lê Quang Thái tham gia chăn nuôi gà gia công cho doanh nghiệp và không phải lo lắng về đầu vào, đầu ra. Anh chỉ cần tập trung chăm sóc gà theo quy trình mà doanh nghiệp đưa ra và được trả công theo đầu cân tăng trọng. Mình nuôi tự do thì là đầu ra thì là phụ thuộc vào thương lái, phụ thuộc vào cò. Đấy. Thì sẽ bị ép giá nhiều. Nhưng bây giờ mình đã kết hợp với công ty thì đầu ra ổn định, giá cả ổn định. Với hệ thống chuồng nuôi khép kín hiện đại, gian lạnh và quạt gió được trang bị sẽ đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm lý tưởng cho vật nuôi. Cùng với đó, việc trang bị hệ thống cho ăn, cho uống tự động giúp gà phát triển đồng đều. Mỗi con gà 16 ngày tuổi như thế này đang đạt trọng lượng từ 6 đến 7 lạng. Tất cả các chủ trang trại tham gia chuỗi liên kết đều được tập huấn, hướng dẫn chăn nuôi, đảm bảo an toàn sinh học và nâng cao hiệu quả. Khi năng suất gà đảm bảo, đồng nghĩa thu nhập của người chăn nuôi cũng ổn định. Với quy mô 36.000 con như trại của tôi đây thì một năm
gia đình thu về được khoảng 2,5 đến 2,7 tỷ đồng. Các bà con đều thực hiện rất là đúng theo cái quy trình của công ty đề ra. Thì cái chất lượng đầu ra thì được khách hàng đánh giá cũng rất là tốt. Và cái thu nhập của bà con đấy, về cũng tương đối là cao. Với 2 tháng thì bà con thu nhập nuôi một chuồng 1 vạn con thì thu nhập ở đâu đó nó khoảng tầm 150 đến 170 triệu trừ chi phí đi. Công ty về chăn nuôi này đang có khoảng 120 trang trại chăn nuôi gia công gà lông trắng công nghiệp và gà lông màu. Mỗi trang trại quy mô từ chục nghìn con đến hàng chục nghìn con mỗi lứa. Về đầu ra, công ty sẽ bao tiêu cao hơn 1 đến 2 giá so với mặt bằng chung của thị trường. Trên con gà lông trắng công nghiệp thì chúng tôi đã thực hiện kết hợp với cái tập đoàn The Hurst của Hà Lan với hệ thống nhà máy giết mổ, và chúng tôi đảm bảo cái việc thu mua lại toàn bộ gà thịt cho bà con chăn nuôi. Ngoài ra thì ở trên cái con gà lông màu thì hiện tại chúng tôi cũng đang bao tiêu toàn bộ cho hệ thống khách hàng chăn nuôi cho Dũng Minh, bao gồm cả hệ thống chăn nuôi gia công và hệ thống chăn nuôi theo quy mô gia trại của các hộ gia đình. Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 60 hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi hoạt động sản xuất theo chuỗi từ tổ chức sản xuất đến giết mổ, tiêu thụ sản phẩm. Tính đến năm 2022, toàn tỉnh có 416 trang trại chăn nuôi lợn, gà liên kết theo chuỗi với 13 công ty, có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và áp dụng đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 8, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 11 khóa 7, nhiệm kỳ 2018-2023 đã khai mạc tại Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì hội nghị. Hội nghị đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, trong đó nêu rõ tiếp tục đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, thông tin thị trường cho hơn 1,2 triệu hội viên, xây dựng thành công 2.692 mô hình điểm, cùng nhiều chương trình tuyên truyền tập huấn nông dân tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác của hợp tác xã, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho nông dân hướng dẫn thành lập, liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, thực hiện thí điểm là tổ chức đánh giá chất lượng dịch vụ và tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp thông qua các chỉ số đánh giá của hội viên nông dân, xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp mới và bền vững. Một trong những khó khăn của nông dân hiện nay là việc tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn hệ thống đạt gần 5 tỷ đồng. Các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để sử dụng hiệu quả, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Với cái điều kiện trong thời điểm vừa qua, đó là nông dân có khó khăn trong cái việc phát triển sản xuất về vốn vay, thì chúng tôi hỗ trợ từ cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh với cái tổng dư nợ gần 60 tỷ đồng, và chúng tôi có phối hợp với các ngân hàng, cụ thể là Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Ninh Bình, chi nhánh Nam Ninh Bình, để có hỗ trợ tổng dư nợ cũng khoảng gần 3.000 tỷ đồng cho trên 10.000 lượt hộ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, khắc phục cái khó khăn và vươn lên trở thành hộ khá, hộ giàu. Ngoài tổng kết công tác hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, kỳ họp lần này, Trung ương Hội Nông dân sẽ thảo luận và quyết định những nội dung liên quan tới công tác hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới, đặc biệt là chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các văn kiện, quy trình nhân sự để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028.